Giờ không biết cách câu á, đúng không? Không biết cách câu. Giờ phải biết cách câu nữa. Câu cá này có người sát cá câu ăn lắm. Cá ăn. Vậy là câu cá ăn câu mồi thế này phải bỏ chì. Bỏ chì cũng được. Dính nữa rồi đó. Nó đầy lẹ luôn á. Mà nó nhấp cá mà là hai nhấp có nó về nhấp. Bữa nay á, 3 kg 2 kg luôn đó. Chị á anh câu loại chị cái thằng nhấp ở bên ruộng á, bên vô bơm á. Chị gạo. 3 kg 2 kg 3 kg 2 kg luôn bữa nào như bữa nấy. Nó không biết rồi nó chạy vô đây tụi mẹ biết rồi chạy vô đây có xe. Đâu nhìn nó chán luôn. Câu có rô rồi để đám cưới nha mọi người. Nó phải câu nhiều nhiều mới được. Nè nó ra ngoài nè, mình đang dễ câu hơn nè. Đó, cái chiếc mặt đó. Ở ngoài chắc ăn hơn. Hồi xưa cần dài của em thảy tới bờ kia luôn nhớ mà không? Hả? Thì đó cần 10 mét rồi. Cần thảy tới bờ kia luôn. Cá rô nái nái không? Giờ nó đóng tiêu chưa? Y như cái máy á. Người ta câu thiện xạ luôn. Cáo thủ vô lắm, cáo thủ vô lắm cá áo cả. Đẩy xuống việc lên. Giống như móc con cá sẵn cho trong lưới câu vậy mọi người. Rồi lại cái xô rồi. Sáng bày cái xô rồi. Mà ăn cơm buổi sáng nấu nào ăn chua đâu, chừng 8 cái cá nha rô vậy. Nửa tiếng được 2 kg cá rô rồi đó. Quá trời. Ủa, cái đồ sung chắc bay lên nè. Đấy, bay hết rồi. Phải ít nước thôi. Bỏ cho nó miếng rau vô, rau muống á. Đưa hơi hôm mấy bài này thôi bay vô xuống ấy hết. Anh cắt cắt nước rồi anh quay nó mới đẹp. Đúng rồi. Cắt nước, anh quay mới đã. Có người đựng con thao á. Móc tay mình, móc tay luôn. Má nhìn mắt ghiền luôn á. Cá này kho tiêu nó còn chua. Chiên cũng ngon mọi người. Kho tiêu cũng ngon. Nóng chua mẻ cũng ngon nè. Tiếp tục. Chua con mẻ mà nấu cái gốc chuối nè ha. Nấu dưới cây á. Cái lõi chuối á. Rau đắng cá gô đồng đó mà. Ăn là chích dịch luôn. Nói là ngoài nhất luôn này luôn. Ăn là sưng mỏ luôn. Đơn giản hơn, cái câu đơn giản hơn. Chỉ có cái xô, cái câu với cái túi, túi áo thôi. Tại có câu đấy, cầm dế. Tại câu thiện xạ là không cần phải gầm gà, gầm gà đó. Đó, hụt đó. Thấy được à, thấy vô lỗ đó là điểm nè, chút xíu. Có gió nó ra nó thấy mới chính xác, có gió thể. Đó, nó đó. Nhiều cái máy á. Máy ăn quay thấy chiều. Quay thấy chiều. Ôi quay thấy chiều mà lo. Quay tới đúng nó 5 giờ nó đi công chuyện luôn. Nó lâu 5 giờ nó đi công chuyện. Đưa video lên rồi chắc nó kéo xuống ruộng bên cái nhập tràn luôn. Đưa video lên về đâu mà thấy quá trời Nguyệt Mông Minh cá rồi đi xuống. À, đưa đó người dân thành phố mạo tràn vô. Nhưng mà phải biết cách câu này nè, không biết cũng làm bây giờ câu xả lỗ dù được tới sáng. Đâu lỗ. Lâu lâu nó tụm lên mình chơi mới được. Mời xuống ụt cá một kênh luôn mà hậu ha. Chỗ nào cũng ụt văng cho mấy chứ không phải giờ đâu. Con nào nó nái nái không à. Đỡ được cá dữ lắm mà. Hồi nó câu nó vòng trước nhà một dèo nè, một dèo cá rô, một dèo cá lóc. Dèo cá chê. Nó mới về nó về ở đây thằng em Út tôi đó, Dũng á. Ông già già này nè, đem cá lóc rồi 3 kg gửi qua cặp trứng rồi muốn bằng đùm tay.
bẩn thành. À, lúc mà chưa có lộ này còn cái chân nó còn trồng lẫy. Lúc mà nó trồng dưa leo đồ. Nó trồng dưa leo cái dữ. Nó thời sáng không có gì ăn, anh xách anh cầu anh nhắc. Có tôi đây là anh đựng phạt, anh đủ mới nhắc vậy, anh nhắn vô, nó khó. Nói không? Mấy có tôi đây mấy đó gặp mấy điều này với gặp con tôi mà nó quay là dính dữ. Mà kéo lên con cá. Con cá 3 kg mấy. Nó quay câu đâu có dài đâu. Nó quay câu tre à, chứ không có quay câu mái, quay câu tre. Nó thấy con cá 40 thước. Câu cũng như là mình có cái ống mình quay quay vậy. Thì câu máy nó cũng có ống của nó quay vậy. Câu máy nó ống. Mà câu kia nó quay ống bằng ống mổ. Mổ con máy sợ đụng cá bự quá vậy. Con máy sợ mà cá bự nó gãy không ta? Dễ vậy. Hả? Câu máy nó cứng lắm. Vậy ha. Thấy không sao không chút xíu mà luôn mà mình cũng hơi quẩy quẩy chút nữa chứ. Cái thùng nước nó còn không sao, không xi nhê gì nữa. Nó chỉ có quẹo thôi. Lưỡi câu mà nhấp cái này cái nhà câu kiểu Tấm Nguyên đó, cá đủ bao ký bắt được chưa? Đâu mười mấy ngàn mét vậy đó. Dạ, cái đường nhỏ nó nhỏ xíu mà. Nhỏ chút ký mà cá là có 2 3 ký kéo như chơi. Đấy hả? Hết màu nữa rồi đó bà con ơi. Lấy mồi bà con ơi. Mồi đi lấy mồi. Đem lặn xuống có 3 con ăn dế hả? Còn ba giấy nhũi này mà nó cũng để giá mua. Ẩm tôi cái vuông tôi đó, lật cái gặp lên cái nghe đụng cả trăm con, cả trăm con giấy nhũi á. Giấy này giấy cơm. Hả? Giấy cơm hả? Giấy này thì giấy người ta nuôi nè. Vì sao? Giấy người ta nuôi đụng bán không mắc tiền lắm à. Mắc tiền. Giấy này nè. Đi bắt giờ hiếm lắm. Đi bắt cái giấy đẻ nhanh lắm. Nuôi mua từng chục cặp rồi về nó đẻ, trời ơi nửa tháng mà coi như là đóng mặt với nó luôn á. Sao? Dạ. Mà người ta đẻ nuôi người ta có chỗ nuôi, người ta xây không đồ này kia ngang cỏ cho cắt đất á, cắt vô rồi xong rồi nó đẻ ghim ghim trứng cho nó xong rồi mình canh nó nở. Ủa, nó phải không phải gì ấy đâu. Một con nó đẻ biết bao nhiêu con mà nói. Mát nóng lôi phim con cá nó trên đem con cá lóc ra cá ký không em biết rồi, có thấy là biết con chưa coi nó đẩy cái thùng ấy là dễ vậy thấy mấy ông ca đôi chuyên nghiệp là đủ một cái thùng dĩ sống cứ đặt tới đây xuống với lên đây bây giờ nó bán vé mắc hơn hồi trước. Dạ. Mấy tướng ra cậu cá chê mày con nào nấy bò lớn là lớn 300 ngàn ghé câu rồi xuồng ghe cho tính nữa tua cho tính xuồng cá 10 ngàn tua tùy theo xa gần nữa vậy đó. Dạ. Nó chạy chở mình đi hả vậy thì cái vỏ nó đưa mấy người trâu ví dụ như một vỏ là đưa 10 người đi cái tua 10 người vậy đó tùy theo xa gần nữa như là xa là 1.8 triệu hay gì á. Gì nữa hả? Gần nữa thì 1.2 triệu, gần nữa 1.800 triệu. Mình thấy chừng mà dưới chân chiều cái nó rước gì à? Dạ. Tung đồ nghề cho. Có mồi tiếp nha. Chưa có đủ lại đám cưới đâu. Ok. Trời ơi. Tới chị ta, tới chị đâu rồi? Nó dài vậy này cô cháu quăng không được. Quăng đi tao câu. Giật thử được không? Nó giật gà, quăng xuống nó gãy rồi. Đây là cao thủ mới nha. Mà chị có biết nó ăn không? Câu này là cao thủ mới, đây là cao thủ câu cá lóc mà dành câu cá rô nè. Cũng ở ở đây cũng mấy chục năm rồi đó. Thầy ghi đập cặp mé này cũng dở cá rồi đầy thầy ghi luôn gỗ luôn gỗ này thì ghi luôn mà đâu nghĩ ra cái thầy ghi nó làm cũng hay ngoan lỗ để lúa ở chỗ bắt đầu luôn đặt cái thầy ghi xuống vô chúng ăn ngọt chọn lên ngọt chan lên đủ trò hết ha. Mà đặt thì biết đặt, đặt chứ không phải mà đặt biết đặt mới được không biết đặt là cũng không vô, có đâu nó vô nó ra chơi vô ra chơi
cái miệng phải vô vô trong bốn tấu. Hai câu cháu câu kìa. Dạ ơi dạ, không ăn này. Mã mắt sợ sợ hết thấy đường rồi. Được rồi đó, được rồi đó, được rồi đó. Dạ. Ồ, dính rồi đó. Được quá nè. Cao thủ là. Trời ơi, cao thủ mà không biết hả? Cao thủ đây mà. Ở đây mà. Mọi người. Con là cao thủ. Nhưng mà đổi nghề câu cá vô. Dân đi đám cưới mà câu cá gô đó. Cái cũng ca sĩ nữa à. Em múc bò đây lên quan trọng ơi. Hết dành công nữa. Không. Coi coi chừng đụng rung cái máy nha. Đừng đụng các bạn, để cho ông quay. Quá vui rồi. Ờ mày ơi, mày nghe nè. Khác là câu cá đó. Ra đây tôi xin câu cá. Bỏ nghề qua câu cá rô luôn rồi. Hậu mày thích câu 10 đứa vậy hả Hậu? Có thích câu 10 xuống câu nữa Hậu. Cầu con nào nấy cái hàm kìa. Gì? Vậy chứ nha. Vậy chứ nhóm câu lắm hồi sáng giờ được có một con mà giờ thấy câu cá rô ham quá. Nhảy xuống câu rô luôn à. Đang là cái máy quay phim này vậy đó. Được. Vô đó là cao thủ đó. Cao thủ thành phố câu cá cô đó.